Anh ơi, gió đông cận kề. Nếu không muốn ế thì về bên em. Cảm thấy hương phấn đang prăng. Gì vậy má? Trời ơi, tao đang ép thì tao tút thả thính nè. Mày nghĩ đi, gần Tết tới nơi rồi, gió đông cũng sắp ùa về rồi, trái tim tao sẽ trở nên đóng băng. Phải cần có một cái gì đó sưởi ấm trái tim tao. Thì mình cũng phải có bồ có với người ta. Trời đất ơi, một cái điều mà khó tin vậy cũng nói được hả trời? Nghĩ sao vậy? Đẹp như tôi còn chưa có mơ tưởng nói chuyện có bồ nữa, huống chi là bà. Bà đẹp á hả? Ủa mà khoan. Ý của bà nói vậy là giống như là bà đang chê tôi xấu, bà chê tôi đen, bà chê tôi mập, bà chê tôi thúi. Ủa? Tự biết luôn hả? Không, nhưng mà... Ông này, ý của tôi là... Ý là bà khinh thường tôi, bà chê tôi xấu đúng không? Không hề luôn nha, nãy giờ im re không nói câu nào luôn. Im re đúng không? Vậy giờ bà dám chơi với tôi không? Ai có bồ trước là thắng, ai thua làm chó. Chơi, sợ gì? Để coi, ai sẽ có bồ trước. Dạ con chào thầy. Thầy ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ai gọi gì? Thầy ngủ hả thầy? Ế quá, ở không ngủ xíu. Bộ này ế lắm hả thầy? Ế đâu mà ế? Bậy bạ mà. Thầy mới nói ế. Cô là vị khách đầu tiên đó. Ế cái gì? Mới mở hàng mà ế xui lắm. Dạ. Sao? Thầy, con muốn coi... Coi khi nào hết ế đúng không? Trời, sao thầy biết hay vậy thầy? Sao mà không biết được. Khi cô bước chân vào đây, cái mùi ế của cô nó lan tỏa khắp cả cái phòng của tôi vậy nè. Thiệt á, cái mùi ế mà mùi ê, mùi thiêu luôn á. Vậy giờ sao thầy? Thầy có cách nào giúp con thầy? Đưa tay tôi coi. Dạ. Tay nào thầy? Nam tả nữ hữu. Nam tả nữ hữu là nam trái nữ phải đó bà. À, dạ. Đây thầy. Vậy cô không biết nữa. Thiệt tình. Trời ơi. Sao vậy thầy? Cái bàn tay này. Bàn tay này. Cô là người có nhan sắc. Mà cái bàn tay nó hiện lên một chữ ê. Chữ ê. Ê gì thầy? Ê sắc. Ê. Cô ế suốt cuộc đời cô rồi. Gì thầy? Ế suốt cuộc đời hả thầy? Đúng vậy. Tôi nói thiệt, cái ế của cô chỉ có đi đầu mới hết thôi. Đầu gì? Đầu thai á. Hả? Đầu thai kiếp khác nó hết ế được thôi. Thầy, sao con khổ quá thầy ơi, thầy có cách nào giúp con thầy? Đương nhiên là có cách rồi. Đã đến đây với thầy rồi là có cách hết. Giờ sao thầy? Đây, cầm lá bùa này của thầy, về đốt, uống. 3 ngày sau đi ra ngoài quán cà phê đầu ngõ. Vào đó cô sẽ gặp được ý chung nhân của cô. 3 ngày thôi hả thầy? Ừ. Trời ơi, con đội ơn thầy. Đội ơn thầy. Dạ của con nhiêu thầy? 8 triệu. Hả? Gì mắc quá vậy thầy? Vậy thì 1.8 triệu. Dạ, 1.8 triệu được. Đầu thai 2 lần mới hết ế. Dạ. Vậy thôi 8 triệu. Bỏ vô đây. Khẩn trương lên. Mời về. Chào em. Cô gái nóng bỏng. Chào anh. Em không biết có phải là định mệnh của đời mình không nữa. Em nói gì vậy? Em nên gọi anh bằng gì? Em gọi anh là một chiếc chiêu mới đi. Tại sao? Bởi vì anh là người chưa từng trải. Vừa hay, em lại thích sự mới mẻ. Còn em? Anh sẽ gọi em là cục wifi. Tại sao? Bởi vì xa em là anh sẽ mất mạng. Đây đúng là định mệnh của đời mình rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Người ta thường nói, tu trăm năm mới được đi chung thuyền.
tu ngàn năm mới được cùng chung chăn gói. Em có chấp nhận tu cùng anh ngàn năm không? Em đồng ý. Anh ơi, gió đông cận kề, nay em đã có anh về bên em. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ngưỡng mộ quá kìa. Trời ơi, đầm đỏ, bông đỏ. Đẹp không? Bồ tôi tặng đó. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy bà được tặng hoa luôn á. Trời ơi, nhìn bà là tôi muốn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hát đó hả? Đi làm văn phòng là đúng rồi đó má. Thôi đi, thôi đi. Cái gì người yêu ở đây? Ủa? Mới điểm ma về hả? Bông trắng vậy? Chú Duyên, bông đỏ nè. Ủa trời ơi, bông đỏ trong hả? Áo biết đâu nhìn vô là tưởng đâu bông trắng. Ủa? Nãy tôi nhớ là gần công ty mình ngay ngã ba là có cái đại hội tuyên truyền gì đó. Nè, đừng có nói là đi ăn cắp bông của đại biểu nha. Đi lại trả cho người ta nghe chưa? Nè, vô duyên lần một là bỏ qua nha, nhưng mà vô duyên lần hai là không thể nào bỏ qua nha. Nghĩ sao bông của đại biểu vậy? Rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Đăng, mua cho nó đúng không? Trời, chắc rảnh á. Nè, cái này là bông của người yêu tôi tặng tôi, chứ tôi không có rảnh mà đi làm mấy cái trò hèn hạ đó nha. Ồ vậy hả? Hay là ghen ăn tức ở với tôi? Ghen ăn tức ở? Ủa, đang cười hay là đang khóc vậy? Tôi đang cười vô mặt của bà đó. Xin lỗi nha, tôi thông báo cho bà biết, tôi đã có boyfriend rồi. Có boyfriend? Đúng vậy, đây nè, đây nè. Mua cho tôi đây. Nè, 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 nè. Đừng có cười vô mặt tôi kiểu đó nghe chưa. Tôi đang khóc cho cái thằng bồ của bà đó. Có mắc gì khóc. Tôi xin lỗi bà nha, tôi nói cho bà biết. Người yêu của bà thực tế chút xíu đi. Nè, nghĩ sao? Trời ơi, thời buổi này tặng bông. Xin lỗi nha. Cái bông này đem về chưng về cúng cho bà thì được. Trời ơi, thực tế đi đây nè. Người yêu của tôi rất là thích tôi, sợ tôi đói, sợ tôi giảm cân, nên tặng cho tôi một cái phần red velvet lên thịt này nè. Cái gì? Giảm cân? Ừ. Trời ơi, cái thi như bà có mà nhịn đó cả tháng cũng giảm được ký nào nữa. Thôi đi, tôi đâu cần giảm cân đâu bà ơi. Tại vì người yêu của tôi ảnh mê cái body này của tôi, bà hiểu không? Đó cho nên là mỗi ngày ảnh sửa đi lấy thước dây, ảnh đo ra tuột xuống 1cm rồi thôi là bồ tôi nhảy động động lên nè. Phải đưa phần ăn thêm cho tôi để tôi ăn dặm vào. Tại vì ảnh mê cái vòng eo bụng bự này của tôi, bà hiểu không? Trời ơi, tôi nói nha, cái này là ăn vô nó mập mà lăn luôn đó. Nghĩa sao vậy? Bồ của bà đó là ăn không tốt với bà đó, bà có biết cái điều đó không? Thôi đi, bông này có ăn được không? Trời ơi, cái này người ta ăn được. Ê, 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 nó nghe nè. Mới sáng sớm, ở đây là công ty, phải cái chợ đâu. Mà hai bà vô, có một thằng bồ thôi mà cứ rừng lên vậy. Vô làm việc chứ phải vô cái lộn đó trời. Bây giờ sao? Bà nói bà có bồ đúng không? Đúng rồi, tao có bông nè. Rồi bà cũng nói bà có bồ phải không? Đương nhiên, tôi có bánh nè. Vậy giờ đơn giản thôi, muốn biết ai đúng ai sai bây giờ. Hẹn hai người đó ra ngoài quán cà phê đi. Gặp mặt với nhau, nếu mà cả hai cùng có thì huề, vậy thôi. Ok. Cái gì? Sao tự nhiên vô đây làm chi? Trời ơi, ngồi xuống đi rồi em nói. Ngồi xuống. Tự nhiên hẹn đâu cũng được mà cần phải hẹn vô quán này. Trời ơi, anh sao vậy? Em phải hẹn ở đây nè, tại vì cái con bạn của em á, nó cứ nói với em á là em nói xạo, em không có bồ. Em tức lắm cho nên ngày hôm nay là em phải dắt anh tới ra mắt cho nó thấy. Tự nhiên em hơn thua với bạn em chi mấy cái chuyện này. Không phải là em hơn thua, nhưng mà em chỉ muốn cho nó biết là em cũng có bồ, chứ không phải là em không có. Nó đừng có khi dễ em, đừng có coi thường em vậy, em không thích. Ủa, tới rồi đó hả? Ủa, tới rồi. Ủa, sao phía xa xa chả thấy ai cả ta? Lẽ nào? Thì bồ người ta đang tới, làm gì sồn sồn quá vậy? Đang tới hay là không có để tới? Nè, tôi nói rõ ràng là bồ của tôi đang tới nha. Cũng mong là vậy nha. Xin trân trọng giới thiệu với bà. Đây, boyfriend của tôi. Boyfriend dạ. Bồ xấu lắm hay sao mà che mặt quá vậy? Anh, hả? Lấy mặt xuống cho nó coi đi. Không có mở mặt được, tôi đang bị đau mắt, sợ mắt cong lây, xin lỗi nha. Ủa, đau mắt hả? Ủa, có bồ để gọi không ta? Xin lỗi, bồ của tao không bao giờ thất hứa với tao. Chờ đi. Trời, nói như có đúng vậy, trời.
Cái gì nhanh phim cắn kìa. Bồ của tao sắp tới rồi. Tiếng chuông rất là gần. Tiếng chuông gần là gần tới đó hả? Anh nghe nè. Anh tới chưa vậy? Anh bữa nay anh bận công việc quá. Anh sợ anh tới không kịp á. Chắc anh xin lỗi, anh hẹn em bữa khác nghe. Anh mặc áo màu vàng phải không? Đúng rồi, sao em biết vậy? Bỏ cái tay xuống. Hằng, tại sao mày giật bộ của tao? Cái gì vậy? Tao giật bộ mày hồi nào? Trân trọng giới thiệu với mày, đây là bồ của tao. Ôi, xin lỗi mày nha. Mày có nhầm lẫn gì lớn ở đây rồi đó. Đây là bạn trai của tao. Đây là bạn trai của tao, tặng hoa cho tao hôm trước. Ủa? Thôi không cần phải giải thích, không cần phải nói chuyện nữa. Em hiểu rồi. Hiểu là tốt. Nó quyến rũ anh đúng không? Mày nói cái gì vậy? Đúng rồi đó, sợ luôn á, anh cũng không phải muốn vậy đâu mà cổ cứ tới với anh hoài à. Nè, em hiểu. Mày hiểu cái gì? Đừng có lật lọng. Mày im đi để tao nói chuyện. Tao quyến rũ mày nào. Trời ơi, cái gì mày tao cọc ngang vậy? Tao bắt đầu cọc rồi đó. Mày nói gì? Tao quyến rũ mày hả? Chứ không phải cái ngày hôm đó mày tới mày lại lục mày gian xin tao mày cho bánh tao rồi nói là mày yêu tao trọn đời trọn kiếp mãi mãi suốt đời này mày chỉ yêu một mình tao. Cuối cùng sao? Bây giờ lồ ra đây là sao? Nè, đừng có mà ăn nói kiểu cô hồn các đảng mày tao nha. Nè. Đừng có chối như vậy. Cái gì? Tao không có chối. Mày nói cái gì vậy Huy? Trời Quỳnh ơi, mày tỉnh táo giùm tao cái được không? Nè, tao là đi coi thầy bói. Thầy bói nói là tao sẽ gặp được ý trung nhân tại cái quán cà phê này. Đó, là anh ấy. Rồi tao phải trả hết 8 triệu cho thầy bói đó mày tưởng hả? Coi thầy bói. Đúng vậy. Gặp ý trung nhân tại quán cà phê này. Đúng. 8 triệu. Đúng. Tao cũng vậy. Kèm theo một lá bùa uống 3 ngày. Thầy. Thầy nghe. À. Đồ lừa đảo. Kỳ này hai đứa tao sẽ xử mày.